Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Đam mê. Thì ở trong video này, tôi xin được phép giới thiệu đến các bạn cái trận thực chiến rất là khốc liệt giữa Triệu Quốc Vinh và Lưu Điện Trung. Trong đó Triệu Quốc Vinh cầm quân tiên và Lưu Điện Trung cầm quân hậu. Hai bên sử dụng cái thế trận là trung pháo quá hà xe, cấp tấn trung binh để đối binh phong mã, binh pháo đổi xe. Thì chúng ta cùng phân tích cái ván đấu để mà nhuyễn thêm cái khai cuộc binh phong mã, cũng như là có thể tích lũy thêm kinh nghiệm cho riêng mình. Ván đấu bắt đầu như sau: pháo 2, bình 5, mã 8, tấn 7, mã 2, tấn 3, chốt 7, tấn 1, xe 1, bình 2, xe 9, bình 8, xe 2, tấn 6, mã 2, tấn 3, chốt 7, tấn 1, pháo 8, bình 9, xe 2, bình 3, pháo 9, thoái 1, chốt 5, tấn 1, sĩ 4, tấn 5. Thì tới đây đôi bên đã hình thành những cái nước đi ban đầu rất là mẫu mực của cái cuộc là bên tiên, tức là Triệu Quốc Vinh đã dùng chiến thuật là trung pháo quá hà xe và cấp tấn trung binh. Đối với bên hậu dùng bình phong mã, tấn chốt 7 và chiến thuật là bình pháo đổi xe. Thì lúc này con pháo ở lỗ 9 sẽ phục nước là bình sang lỗ 7 để đuổi xe, giảm bớt cái áp lực lên quân mã lỗ 7. Còn về phía bên tiên thì đã sử dụng cái chiến thuật là cấp tấn trung binh, tức là trì hoãn cái sự khai quân ở cánh trái để đẩy nhanh chốt giữa, tạo nên một cái trận chiến rất là khốc liệt. Thì lúc này Triệu Quốc Vinh tiếp tục chốt 5 tấn 1 và bên hậu pháo 9 bình 7 đuổi xe, buộc xe 3 phải bình 4, chốt 7 tấn 1, mã 3 tấn 5. Thì như cái hình cờ này, trong cái khai cuộc mẫu mực của cái cuộc là cấp tấn trung binh đối binh phong mã, thì bên hậu tới đây sẽ dùng là chốt 7 tấn 1 hoặc là chốt 7 bình 6. Thì bên tiên sẽ vẫn theo khai cuộc bài bản và rất là dễ đi. Nhưng mà ở trong ván thực chiến thì Lưu Điện Trung đã đưa ra một cái chia pháp, đó là dùng mã 7 tấn 8. Thì cái nước này là cái nước đi tâm lý, tức là bên hậu muốn thử xem phản ứng của bên tiên như thế nào bằng cách là nhảy mã lỗ 8 để bắt quân xe. Giả sử như quân xe lỗ 4 bình sang lỗ 3 để bắt pháo, thì bên hậu lại tiếp tục thoái mã 7 và tạo nên cái hình cột ban đầu. Thì trong thực chiến ta có thể áp dụng cái chiêu pháp thăm dò này, tại vì cái mục đích của chiêu pháp này thì khiến cho đối phương sẽ dao động tâm lý và từ đó sẽ hao phí cái thời gian. Thì trong cái thực chiến năm 1985 thì Triệu Quốc Vinh tới đây đã phải dùng đến 20 phút đồng hồ để suy nghĩ và tìm ra nước tiếp theo, và cuối cùng lại xa vào bẫy của Lưu Điện Trung là xe 4 bình 3. Thì lúc này Lưu Điện Trung lại thoái mã 7, buộc xe 3 phải bình 4. Thì lúc này cái chiêu pháp mà nhử mồi của Lưu Điện Trung đã thành công, mã 7 tấn 8 bắt xe. Và lúc này Triệu Quốc Vinh đã cải biến bằng cách là xe 4 thoái 1 và Lưu Điện Trung chốt 7 bình 6 nhằm bắt tượng ở đáy. Thì lúc này tượng 3 phải tấn 1. Thì như ở hình cờ này, bên hậu có cách đi vẫn giành được ưu thế, đó chính là mã 8 tấn 7. Thì giả sử như lúc này bên tiên dùng xe 4 bình 3 để bắt hai quân, thì bên hậu sẽ tiến hành dùng mã 7 tấn 5, buộc tượng 7 phải tấn 5. Và bên hậu dùng chốt 6 bình 5 để bắt mã, thì lúc này bên hậu vẫn chiếm ưu thế. Còn giả sử như lúc mà mã 8 tấn 7 bắt xe, xe 4 thoái 1 để bắt chốt, thì bên hậu vẫn dùng mã 7 tấn 5 để ăn pháo, buộc tường 7 phải tấn 5 và bên hậu chốt 5 tấn 1. Thì lúc này thế tấn công của bên tiên đã bị hóa giải và bên hậu sẽ lấy đó làm hài lòng. Do đó tới đây thì ta có thể thấy là bên hậu đã khai cuộc thành công được một nửa. Nhưng mà trong thực chiến Lưu Điện Trung đã dùng một biến khác, đó chính là tượng 3 tấn 5 và bên tiên tiếp tục triển khai quân ở cánh trái, mã 8 tấn 7. Thì tiếp theo Lưu Điện Trung đã đưa ra một cái chiêu pháp rất là cao, đó chính là chốt 6 bình 5 để bắt mã. Lúc này giả sử như quân pháo ở lỗ 5 tấn 2 để ăn chốt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi xin phân tích như sau: pháo 5 tấn 2, lúc này bên hậu sẽ dùng mã 8 thoái 7 để bắt xe, buộc xe 4 phải thoái 1. Giả sử như xe 4 có tấn 3 bắt pháo thì bên hậu vẫn sẽ dùng pháo 2 thoái 1 để bắt lại quân xe. Và sau đó bên hậu sẽ dùng chốt 5 tuần 1 để bắt pháo đầu. Thì lúc này bên Tiên vẫn rơi vào thế hạ phong. Do đó trong cái trường hợp này thì bên Tiên không thể dùng quân pháo để ăn chốt được, buộc phải dùng mã 5 tấn 3. Và bên hậu đã đưa ra một chiêu pháp, đó chính là mã 8 thói 7 để bắt xe. Thì lúc này bên Tiên đã đưa ra một đòn khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, đó chính là mã 3 tấn 4. Bên Tiên muốn bỏ xe để tạo thế công. Thì giả sử như trong hình cờ này bên hậu bất chấp dùng mã 7 tấn 6 ăn xe thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó bên Tiên sẽ dùng mã 4 tấn 3 ăn pháo chiếu tướng, buộc tướng 5 phải bình 4. Và bên Tiên tiếp tục xe 9 tấn 1 nhằm phục nước là sẽ bình 6 để chiếu tướng. Thì lúc này bên hậu sẽ rất là khó chống đỡ những cái nước tiếp theo tấn công rất là ồ ạt của bên Tiên. Do đó ở trong hình cờ này thì bên hậu không thể dùng mã 7 tấn 6 để ăn xe được. Giả sử như bên hậu dùng pháo 2 thoái 1 để giữ pháo thì lúc đó bên Tiên sẽ dùng mã 4 tấn 3 ăn pháo, buộc pháo 2 phải bình 7. Và bên Tiên tiếp tục tấn xe 3, lúc này buộc pháo 7 phải bình 8. Và bên hậu có một nước rất là hiểm ác, đó chính là pháo 8 tấn 5 để bắt tượng. Và bên đen hoàn toàn rơi vào thế bị động. Do đó cái nước pháo 2 thoái 1 trong hình cờ này cũng không hợp lý. Và trong thực chiến thì Lưu Điện Trung đã dùng xe 8 tấn 1 để giữ pháo, để lợi dụng quân mã sẽ bắt con xe. Thì lúc này buộc xe 4 phải thoái 2. Và bên hậu thừa cơ ăn chốt. Và bên Tiên dùng pháo 5 tấn 3. Bên hậu xe 1 bình 4. Bên Tiên pháo 8 tấn 2 để bắt chốt. Thì bên Tiên đã dùng là pháo 5 tấn 3 và dùng pháo 8 tấn 2 nhằm mục đích là tiêu diệt hai con chốt ở trung lộ của bên hậu. Nhưng mà ở trong hình cờ này đã dẫn tới một cái kết cục rất là bi thảm, đó là bên Tiên sẽ phải mất một quân. Thì đây cũng là một cái cuộc mà ta thường hay gặp trong thực chiến. Thì các bạn có thể lưu ý tiếp theo trong hình cờ này bên hậu chỉ cần đi một nước là bên Tiên sẽ mất một quân, đó chính là pháo 2 tấn 1 để bắt mã. Và sau đó sẽ phục nước là xe 4 tấn 4 để bắt pháo. Thì lúc này bên Tiên mặc dù đã nhìn thấy nhưng sẽ không làm gì được. Bên Tiên buộc phải mã 4 tấn 3 xe 8 bình 7 pháo 8 bình 5. Và bên hậu xe 4 tấn 4 để bắt pháo. Lúc này quân pháo ở lỗ 5 không còn đường chạy. Và bên Tiên xe 9 bình 8 để bắt lại pháo. Và bên hậu bình 5, đồng thời đe dọa ăn luôn con pháo còn lại. Lúc này bên Tiên buộc phải pháo 5 thoái 2. Và bên hậu dâng pháo một nước để bảo vệ. Và bên Tiên xe 4 tấn 3 hồng phục nước tiếp theo là sẽ bình 7 để bắt quân mã. Thì lúc này bên hậu mã 7 tấn 8 bắt xe, xe 4 bình 7 để bắt mã. Và bên hậu mã 8 tấn 7. Thì giả sử như lúc này bên Tiên dùng xe 7 tấn 1 để ăn mã thì bên hậu sẽ dùng mã 7 tấn 9 ăn tượng. Thì bên Tiên rơi vào thế rất là nguy hiểm. Lúc này buộc tượng 1 phải thoái 3 và bên hậu thoái mã. Lúc này bên Tiên xe 7 bình 8 để bắt pháo, buộc pháo 2 phải bình 4. Và bên Tiên xe 8 tấn 5 để tạo cái thế là kim cặp xe pháo. Và bên hậu xe 5 bình 8. Hồng phục nước tiếp theo là sẽ bình 5 chiếu tướng, tạo cái thế pháo đầu. Thì lúc này bên Tiên dùng sĩ 6 tấn 5. Và tới đây thì Lưu Điện Trung đã dùng pháo 4 bình 7 đe dọa bắt tượng, buộc tượng 3 phải tấn 1, mã 7 tấn 9 đe dọa là chiếu tướng hết cờ. Lúc này buộc pháo 5 phải bình 3, pháo 7 bình 5 chiếu tướng, buộc pháo 3 phải bình 5, xe 7 tấn 5. Hồng phục nước tiếp theo là sẽ mã 9 tấn 7 chiếu tướng và sẽ bình xe lô 4 kết hợp với con pháo thì sẽ tạo thế chiếu hết. Con Tiên phải dâng pháo 1 và bên hậu tiếp tục tấn 3. Thì như hình cờ này bên Tiên đã chấp nhận thua cuộc và ký vào giấy biên bản, tặng một điểm quý giá cho Lưu Điện Trung. Vậy cái bài học rút ra ở trong cái cuộc này là gì? Đó chính là cái nước này ở trong hình cờ này ta có thể xem xét đến cái phương án là sẽ dùng mã 3 tấn 4 để bỏ xe tạo thế công. Và bài học thứ hai là ở trong hình cờ này, bên đen sẽ dùng pháo 2 tấn 1 để từ đó có thể tạo ưu thế là hơn quân. Thì vừa rồi tôi vừa giới thiệu đến các bạn cái trận thực chiến giữa Triệu Quốc Vinh và Lưu Điện Trung với cái cuộc là trung pháo quá hà xe, cấp tấn trung binh, đối bình phong mã, bình pháo đổi xe. Thì hy vọng qua cái trận thực chiến này sẽ giúp ích được các bạn ít nhiều. Một lần nữa chúc các bạn thành công.